Xin được chào tất cả mọi người đang xem video. Hôm nay mình thấy trời cũng nắng khá đẹp, cho nên là mình quyết định test và cái công suất thật của các cái tấm pin năng lượng mặt trời. Thì đây mình quay đây là hai cái tấm năng lượng mặt trời này, mỗi tấm là 100W. Thì mình đang test thử đây, đường dây mình vào đây và mình đang test không cái tấm pin qua một cái bộ kích từ 12 lên 220 với mình test thẳng cái công suất từ cái pin năng lượng mặt trời vào luôn, thì mình test thử xem là thế nào. Hai tấm thì nắng thì đẹp thế này thì theo như công suất của các nhà thiết kế thì là 200W. Theo như mình nghĩ thì không được, nó chỉ được khoảng 100W là tối đa thôi. Mình thấy nắng đẹp thế này mà mình hướng cái tấm pin về hướng mặt trời đang lên, nắng đẹp mà mình sử dụng điện, tức là điện thẳng vào này, từ pin vào sạc này. Đây, báo sạc nhá, báo sạc ở nồi nè, báo sạc. Và mình dùng máy cái cục pin này làm ổn áp, tức là ổn áp thôi, nó chỉ lưu được một tí nhưng mà để lưu cho nó ổn định cái dòng điện, nhưng mà cũng không lưu được nhiều đâu. Là dùng cái quạt, mình cắm cái quạt này, mình cắm cái quạt nó vẫn mạnh yếu, tức là giật, cứ giật lúc mạnh lúc yếu, lúc mạnh lúc yếu. Mình cắm thẳng đây, mình sẽ cắm thẳng vào đây này, đấy nha, inverter này tắt này, bật này, đấy, mình cắm quạt này, đấy, quạt bật sẵn rồi, đây, quay, đấy, nó cứ mạnh cứ yếu, cứ mạnh cứ yếu, nó cứ mạnh cứ yếu, đấy, đấy, điện nó không ổn định, nó chập chần nhảy tùm lum luôn. Có điện thì có thật. Đây mình thử cắm thêm một cái bóng sợi đốt 100W xem. Kích ngắt luôn, tức là điện không đủ. Đây là 100W, với lại cái quạt ni cho là 50W đi, mới có 150W thôi, mà trong khi đó là cái tấm pin năng lượng mặt trời là mỗi tấm 100W, nhưng mà thật công suất thật là không được các bạn nhé. Mà nắng khá đẹp rồi, chưa nói đến là trời không nắng. Đây mình thử rút quạt ra và thắp chắc bóng thì được, cũng không được, nhưng mà đây này các bạn xem này, có lúc thì đều, có lúc thì có lúc thì không, có lúc thì đó, đó, có lúc thì có đều, đó, từ tắt, đó, tức là điền từ tấm pin vào là không ổn định, các bạn thấy đấy, đấy, xem nào, đây này, tức là điền thẳng từ tấm pin vào. À, cho nên chính vì như vậy cho nên là chúng ta mới phải dùng thêm một cái ắc quy để ổn áp, để ổn áp cái dòng điện này lại. Đấy, ắc quy thế nào cũng được. Đây có cái ắc quy cũ của xe máy, không biết còn tí điện nào không, mình cắm vào xem đúng âm dương rồi. Đấy, cắm ắc quy vào là điện ổn định, báo sạc ha, còn tí điện thôi đấy, còn có hai vạch, tức là giờ là cả sạc và cả tức là công suất ra như thế này.
Đấy, đó là cái công suất thật của cái tấm pin năng lượng mặt trời mọi người nhé. Rồi mình xin tạm biệt mọi người nhé.